Chào thầy ạ. Em là? Dạ em là Miền ạ, thầy khỏe không ạ? À, Miền 12-14 đúng không? Dạ. À, chúc mừng em. Miền gì ạ? Chúc mừng em, thầy có xem một số clip của em. Chúc mừng em đang là thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Thôi đến giờ rồi đó. Thầy làm việc em. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy ạ.
Chúc năm mới an khang thịnh